Mẫu xe được rất nhiều người săn tìm cô nhá. Ừ. Được rất nhiều bác săn tìm luôn. Tại vì sao ạ? Con xe này thứ nhất form đẹp. Động cơ có 1.8 thôi. Nó lên form mới rồi. Sau đây em quay chi tiết tổng thành cho bác xem mẫu xe này nhá. Vâng, các bác lần đầu xem video của em, hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất mà em thường xuyên cập nhật nhá. Con xe này bên em bán giá rất là rẻ thôi các bác nhá. Các bác nào nhanh tay chốt được mẫu xe này về đi gia đình thì quá chất rồi. Nó cực kỳ lành xe, được mệnh danh là lành và tiết kiệm nhiên liệu nhất trong dòng Mẹc. Đường cao tốc chỉ có 7 lít rưỡi thôi trên 100 cây. Form đẹp này, form mới này. Đặc biệt hơn nữa, máy có 1.8 thôi, cực kỳ lành xe nhá các bác nhá, cực kỳ lành xe luôn. Form này đẹp chưa, càng đét luôn, giá rất tốt luôn ạ, giá cực kỳ êm cho bác. Mẫu xe được mang tên là Mercedes C250 các bác nhá. Sản xuất năm 2009, form mới, máy 1.8, máy CGI các bác nhá. Con này máy nghe sướng lắm các bạn, nghe êm. Em mời các bác xem máy luôn để các bác không phải chờ lâu. Máy nó rất là sướng luôn, nhìn lại máy đã thích rồi. Êm du luôn, màn hình đầy đủ này. Con này máy các bác nghe thích lắm. Nó êm. Máy zin nhá các bác nhá. Máy nghe rất phê luôn, nghe sướng tai luôn ạ, nghe nó êm lỉ này, đẹp chưa. Nhiều con xe cái thời điểm đi bây giờ cái lỉ này còn mất hết được cơ, nhưng con này vẫn còn. Capo đẹp chưa, máy nghe êm im đét, máy im đét các bác ạ, máy nghe im đét luôn, nghe phê luôn ạ, nghe nó êm, nó đã tai luôn, êm du luôn các bác. Nói chung là con xe này về các bác là rửa nước lã là đi thôi, đổ xăng là chạy thôi, xăng thì ăn có 7 lít rưỡi thôi. Êm chưa, hơn 200 triệu thôi các bác nhá, đã mua con này rồi, chất chưa, mâm đúc nguyên bản nhá, đẹp chưa, các bác nhìn đã chưa. Uấy, nội thất đẹp này, nội thất rất đẹp luôn. Táp ly đây các bác nhá, kính ô tô này không phải giữ nhá các bác nhá, gương gập điện này. Đấy, kính lên này, vô lăng đẹp chưa, ghế điện đây ạ, nội thất đẹp nhá các bác nhá. Quá đẹp luôn nhỉ. Giá rất êm. Em bán cực kỳ tốt nhá, giá rẻ hầu như là bên em báo chuyên dòng xe Đức rồi. Đây là báo cái mức giá là có nghĩa là giá bán luôn ạ. Giá bao êm luôn cho bác. Các bác nhá. 250 triệu, tốt chưa? Giá tốt chưa? Giá quá tốt luôn ạ. Không có chỗ nào rẻ hơn đâu các bác nhá. Xe đẹp giá rẻ luôn. 250 triệu bao rút hồ sơ cho các bác. Được chưa? Máy zin, keo chỉ zin. Tất cả xe bên bán ra đều có cam kết bằng văn bản luôn cho bác là xe không đâm đụng và không ngập nước nhá. Về chất xe bên em thì các bác yên tâm đi ạ. Em quay từ những phần ngóc ngách nhỏ nhất này để các bác xem nhá, keo chỉ đây ạ. Đây là cửa hàng em nhá,
Số điện thoại em đây 0926 836 686. Táp lô này. Trang bị túi khí quanh xe rồi. Cân bằng điện tử, phanh ABS, số tự động, màn hình cam hành trình. Màn hình độ LED căng này. Vừa khít rất đẹp. Cam hành trình trên này đây. Cảm biến đằng trước đằng sau. Tem mác này. Giá tốt chưa? 250 triệu. Giá rất êm nhá. Mercedes C250 209. Máy CGI rồi, máy 1.8 thôi. 250 triệu bao rút hồ sơ này. Bên em là đọc giá bán luôn nhá. Không, có nghĩa là để cho các bác không phải mất thời gian cảm thấy hợp lý là mình có thể chốt được ngay. Có đúng không ạ? Đây, tôn vỏ đây. Các bác nhìn nó đẹp này cơ mà. Đẹp lắm. Cốp rất rộng. Gầm đây ạ. Gầm nhìn phê luôn. Gầm rất đẹp luôn. Sáng trưng. Sáng chóe luôn ạ. Gầm đẹp các bác nhá. Em sẽ chạy thử cho bác xem. Em chạy thử luôn này. 250 triệu. Điều hòa mát lạnh luôn. Bật auto này. Đi này. Cảm giác lái rất sướng luôn các bác nhá. Máy 1.8 thôi. Lành, tiết kiệm nhiên liệu nhất trong dòng mẹt. Có 7 lít rưỡi thôi. Đây, chủ xe cẩn thận đây, chơi hả cả cái đồng hồ đây. Đi rất êm, rất sướng luôn. Cảm giác lái sướng các bác ạ. Phê luôn ạ. Đi nó đầm xe, nó chắc lịch luôn. Vào những cái chỗ sốc, cái cảm giác lái gầm bệ nó chắc chắn. Rất là phê luôn. Nói chung là các bác giờ mua xe về đổ xăng là chạy thôi. Còn xe này bên em đã kiểm tra test thử rất kỹ rồi. Bên em rất là kén xe luôn ạ. Những xe đẹp bên em mới mua. Đi phê lắm các bạn. Đi sướng. Đi đầm, chắc, bốc. Mà tiết kiệm xăng, lành xe, đồ đạc nhiều. Vâng, một lượt em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Em hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.